Vâng, thưa quý vị thân mến, và bây giờ thì chúng ta có lẽ là sẽ nhường lại sân khấu cho các anh em đến từ ban nhạc, đến từ công ty Cork Việt Nam. Vâng ạ, và bây giờ sẽ là một bài hát nhạc Hàn Quốc. Và không biết là chắc chắn rồi, lần này sẽ không phải là chỉ có hát lời Việt Nam nữa, mà chắc chắn là sẽ có lời Hàn Quốc nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mr. Suruga, Mr. Ánh và ban nhạc. Hãy dành một tràng vào tay thật lớn để cùng chào đón tiết mục này. Xin chào. We are called Vietnam. Watch it. We play. Chúng tôi là công ty nhà bạn. Today I sing famous Korean song, and everybody knows.
Xin được chúc mừng phần dự thi đến từ đơn vị Cork Việt Nam.